Chào mừng các bạn đã đến với mua hàng online và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm về một cái mẫu máy đến từ thương hiệu Sharp nội địa Nhật Bản, chính là mẫu Aquat R3. Mẫu này thì rất là nổi tiếng rồi. Chúng ta có những cái dòng như kiểu là Sharp Aquat R và R2 mình đã từng làm rồi, và đó đều là những cái con máy có cấu hình tốt trong phân khúc giá và nó có những cái tính năng rất là đặc biệt. Bởi vì Sharp là hãng điện thoại nội địa Nhật, như mình đã nói thì có rất nhiều những cái tính năng JAV một tí thôi. Thì đây là chiếc máy mình mua ở trên Shopee với mức giá là 3,6 triệu tính cả phí ship các kiểu ha. Không ngờ đây là shop Thế Linh Store, trong khi thì mình đặt hàng là cái shop tên gì gì á, tên gì đó, mình sẽ chiếu phía trên màn hình ha. Các bạn có thể nhìn thấy cái tên shop nó khác hoàn toàn, mà không ngờ khi gửi về lại Thế Linh Store thì ra là cái shop Thế Linh này thì có nhiều cửa hàng ở trên Shopee. Điều này thì bình thường thôi. Thế Linh Store thì mình tin không còn xa lạ gì nữa, và trước đây thì mình từng làm 2 hoặc 3 chiếc máy về cái shop này rồi. Có Mi 5X này, hàng rừng này, rồi là có LG G8, với lại là một con gì đó nữa mình cũng mua ở shop này. Nói chung shop Thế Linh thì mình đánh giá là mang tính hên xui nha. Một số bạn nói là anh ơi sao anh lại để link shop này cho mọi người mua. Thực ra là shop Thế Linh thì mình thấy là hên xui, bởi vì nói thực lòng ra thì tất cả các shop bán điện thoại cũ trên các sàn thương mại điện tử thì đều mang tính hên xui, bởi vì cái mặt hàng điện thoại cũ bản chất nó đã là hên xui rồi. Đó, việc chúng ta mua phải máy kém chất lượng là điều sẽ gặp phải, tuy nhiên chúng ta phải chấp nhận thôi. Nhưng mà shop Thế Linh này thì mình thấy là có cho đổi trả và bảo hành, miễn là các bạn nói chuyện chúng ta kiềm chế hoặc là chúng ta lịch sự và hợp tác một tí thì mình tin cái shop này thì họ cũng sẽ là support cho người dùng thôi. Còn phốt thì shop nào có hết, cái đó là mình nói thực lòng luôn á, mình không quảng cáo cho shop nào, và kể cả shop này cũng vậy. Cho nên là bây giờ nếu con máy này mà có vấn đề gì thì mình cũng sẽ bóc luôn, bóc phốt luôn. Ở bên trong thì mình thấy là cũng quen thuộc, chúng ta có cái phiếu bảo hành này, cái bảo hành thì ghi email, mã máy cũng như là cái thời gian bảo hành từ cái ngày mà shop này đưa máy cho shipper nha, là mùng 4 tháng 10, nhưng mà thực tế ra thì vào ngày hôm nay là vào ngày là 12 tháng 10 thì mình mới nhận được máy, là tính ra là mình bị lỗ mất khoảng là một tuần do là cái thời gian vận chuyển. Rồi ok, có phiếu bảo hành các kiểu thì ok. Và ở đây thì có một cái tờ hướng dẫn để mà chúng ta có thể là cài 3G, 4G. Nói chung cái này thì hầu như là các máy Nhật thì chúng ta đều phải cài thủ công nha, thì mới có thể là truy cập được những cái máy đến từ nhà mảng Nhật hoặc là thị trường Nhật Bản. Rồi, mình đã làm rất rất nhiều những con máy đến từ dòng Sharp rồi. Phải nói rất rất nhiều luôn, con này phải con thứ N. Wow, màu xanh rất là đẹp và mới luôn các bạn ơi. Cực kỳ đẹp và mới luôn. Mặc dù mình chưa có bóc cái này ra ha. Con này thì mình thấy giá một cái tem đó chính là Sharp R3 xanh, email là 4098 test. Có thể là shop này đã test qua rồi thì họ tích cái dấu như này này. Mà mình sẽ bóc cái này ra để mà xem hình thức. Thì mình thấy là mặt lưng này thì còn rất là đẹp. Nói chung là thiết kế nó đặc trưng của dòng Sharp, giống như con Sharp Aquat R2 ấy. Con này thì cũng có cam ra kép thôi. R2 thì nó cũng có cam kép, và con này thì không nâng lên nhiều cam hơn. Và những cái máy nhà mảng Nhật á, thì chúng ta có cái logo nhà mảng đây này. Những cái dòng máy Sony Nhật hoặc là Samsung Nhật cũng y chang như vậy. Aquat và mặt lưng kính nha, không có xước sát gì luôn, đèn flash đơn. Cạnh phải thì chúng ta có phím nguồn, tăng giảm âm lượng, và một cái phím này rất là phím gì đó mình không rõ, tí là mình sẽ test. Có thể là phím trợ lý ảo hoặc là phím chụp ảnh. Ồ, phải công nhận là con này có cái build thiết kế và hoàn thiện rất là ổn áp luôn nha, trông nó rất là cao cấp, tương tự như là mà những cái dòng máy đến từ Samsung ấy. Nhưng mà mức độ hoàn thiện thì mình nghĩ là thua Samsung một bậc, cỡ LG ấy, ngang ngang LG. Rồi bên cạnh trái thì mình thấy là có khay sim này, khay sim này thì mình cũng check luôn để mà biết là nó là khay sim gì. Thường những cái dòng máy Sharp thì khay sim chúng ta có một cái tờ giấy, đây không có à. Chúng ta có một sim và một thẻ nhớ ha. Đa số các dòng máy nội địa Nhật đều là như vậy. Chúng ta có một sim, hiếm con có hai sim lắm, hình như là không có. Mình cũng không hiểu lý do tại sao. Rồi, cạnh trên thì có giắc cắm 3.5mm này, micro phủ và cũng rất là đẹp luôn. Cái bộ khung và mặt lưng con này là phía sau là rất là ok. Có cái cổng USB Type-C thì nó có những cái dấu hiệu của việc đã cắm sạc nhiều, thì nó bị là tóc sơn ở những cái vị trí như thế này này. Và chúng ta có micro chính, có những cái vạch anten, có loa. Không biết con này loa đơn hay loa kép, có tem phiếu nha, các bạn đừng có gỡ cái này ra. Và phía trước thì con này màn hình nó vuốt cong nha, nó cong theo kiểu gần giống con V50 Thinh Quy, nhưng mà nó cong nhiều hơn so với V50 Thinh Quy. Và chúng ta có cái phím home này á, theo kiểu là cảm ứng nha, không phải là phím home vật lý. Và phía trên thì có loa thoại này, có cảm biến này, và có cái vị trí của camera selfie. Mình sẽ khởi động nguồn nó lên luôn cho nóng. Ok, thấy rung một cái, Sharp Power Android. Lý do mình mua con máy này là nó trang bị thông số cấu hình rất tốt, chip Snap 855, 6GB RAM, 128GB bộ nhớ trong, màn hình 2K, 120Hz tần số lòng tươi. Ồ, màn hình rất đẹp luôn. Đẹp nhưng mà nó hơi trầm cảm một tí, bởi vì cái màn hình này nó theo kiểu là tay thỏ kép, một tay thỏ to ở bên dưới và một cái tay thỏ bé ở phía trên. Phía trên có thể gọi là cái giọt nước chữ U bầu bầu á. Nói chung là này này,
tai thỏ phía dưới và giọt nước phía trên, nói cho vuông nó là như vậy. Còn nằm ngang thì không biết là cái màn hình gì, rất là mượt luôn, bởi vì con này thì màn 120Hz. Mà những cái dòng máy Sharp thì chúng ta không có tùy chọn cái tần số làm tươi với những cái dòng cũ, còn dòng này thì mình không biết như nào. HDR ảo, video HDR này có HDR ha. Rồi là màn con này thì mình cảm giác như nó hơi ám vàng ở những cái vị trí bên dưới này này, hơi ám vàng nha, rất là mượt luôn. Không có gì ngạc nhiên bởi vì với những cái thông số cấu hình như vậy thì nó sẽ rất là mượt. Phím hấp này thì chắc phải cài đặt thêm thì nó mới có thể đặt đóng vai trò là những cái phím như kiểu là phím điều hướng thì phải cài đặt thêm, mình đoán là như vậy thôi. Rồi rất là ok luôn, thì mình sẽ phải test con này trong vòng khoảng một vài ngày. Và sau đó mình mới làm video chia sẻ tiếp đến với các bạn ha. Nhưng mà camera thì dòng Sharp thì không biết đến dòng R3 nó có cải tiến gì hơn, đỡ hơn so với những cái dòng trước không, R2 hay R1 không. Nhưng mà những cái dòng R trước thì mình thấy là chất lượng camera là không ấn tượng lắm ha. Ôi, con này có vẻ như cam nó đã cải tiến hơn so với những cái dòng trước. Rồi, chào mừng các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Như vậy là sau khoảng tầm 2 ngày mình trải nghiệm con Aquat R3 thì đây sẽ là video mình review chi tiết. Có thể nói là cái điểm mạnh nhất trên con máy này đó chính là về cái mặt cấu hình, khi mà đây là một trong những con máy trang bị chip Snap 855 có mức giá rẻ nhất ở trên thị trường, bên cạnh một số những cái tên như kiểu là V50 ThinQ hay là LG G8 ThinQ. Nói chi tiết về thông số thì máy sẽ được trang bị 6GB RAM chuẩn LPDDR4X và chúng ta có 128GB bộ nhớ trong chuẩn UFS là 2.1. Chipset là Snap 855, tên mã SM8150. Đây là con chip có 8 nhân, chúng ta có 3 cụm xung nhịp nhân cao nhất, với xung nhịp là 2.84 và có 3 nhân cao còn lại là 2.4 và 4 nhân thấp sẽ là tầm 1.8 GHz, tiến trình 7 nanomet. GPU là Adreno 640. Quan trọng hơn thì máy sẽ có màn hình tần số làm tươi 120Hz, có thể nói là với cái mức giá rẻ nhất ở trên thị trường ha. Ý là đi kèm với 855 á, chứ màn 120Hz thì con Aquat R2 thì cũng có với mức giá là hơn 2 triệu đồng. Và với cái điểm AnTuTu Benchmark mình chấm được thì nó cho cái điểm số là 464.000, chúng ta có là 143 điểm CPU rồi và 166.000 điểm GPU. Thì với cái điểm số này á thì mình thấy là nó cao hơn một tí so với lại là con V50 ThinQ này, cao hơn so với con Galaxy A52s 5G trang bị 778G và con Xiaomi 11 Lite NE mình test gần đây ha. Có thể là do chạy Android thuần nên nó tối ưu ổn áp, và cái khả năng xử lý của nó thì rất là nhanh và mượt rồi. Thực sự nói là con này có tốc độ xử lý rất tốt, với tất cả mọi những cái tác vụ trên máy thì đều rất là trơn tru và mượt mà, và cái tốc độ xử lý của nó thì có phần còn nhỉnh hơn những cái chiếc máy mà trang bị chip 855 nhưng mà chạy Android tùy biến như kiểu là LG V50 đồ này kia, G8 hay là G8X các kiểu á. Cái độ mượt của nó thì mình nghĩ là cũng gần ngang tầm với con Pixel 4 chạy chip 855, và cái khả năng gaming thì cũng rất là tốt. Mình test với ba cái tựa game phổ biến nha, Liên Quân, PUBG và Genshin Impact này, thì thực tình mà nói cả ba tựa game này thì nó đều có khả năng cân được tốt. Với Liên Quân Mobile thì mức max setting 60fps, chiến mượt, không bị drop và nó đặc biệt là cũng không bị nóng lên quá nhiều nha. PUBG Mobile thì các bạn có thể là bắn được ở mức 60fps cũng rất là ổn định, và với Genshin Impact tựa game nản thì khi mình set ở mức 60fps thì nó vẫn mượt ở đâu trần luôn. Có thể thấy nếu như để mà gaming thì đây là một trong những cái lựa chọn là có thể nói là tốt nhất nhì trong phân khúc tầm 3.5 đổ về nha. Tuy nhiên sẽ có một số những cái vấn đề khác trên con máy này, đó chính là về cái mặt camera. Từ trước đến giờ thì mình không đánh giá quá cao những cái camera trên các dòng máy Sharp từ Aquat R này, Aquat R2 và đến con Aquat R3 này cũng vậy. Mặc dù nó đã có một số những cái cải tiến so với R2 nha. Về phần cứng thì máy trang bị cảm biến Sony IMX563, rồi là camera trước là IMX351, kiểu như vậy. Về thông số thì máy sẽ trang bị hai ống kính 20 cộng 12 megapixel, cam selfie là 16,3 megapixel. Tuy nhiên chất lượng ảnh chụp mình nghĩ nó chỉ tương đồng với một cái chiếc máy tầm trung của Xiaomi và Oppo ở trong cái phân khúc giá tầm khoảng 4 đến 6 triệu đồng mà thôi. Thực sự mà nói luôn, tức là nó cũng tương đồng với những cái dòng như kiểu là Redmi Note 10, Redmi Note 10S hay là Poco X3 NFC, rồi là Oppo A93, rồi là mấy cái dòng Oppo kiểu như vậy. Nếu chụp trong điều kiện đủ sáng thì cũng thu về được những cái bức ảnh có chi tiết tốt, nhưng mà tổng quan về cái nước ảnh thì nó không có gì quá nổi bật nha. Nói chung trong tầm này thì về camera thì thua đứt đuôi so với lại là LG và Google Pixel. Tiếp theo thì cam selfie là 16.3 thì mình đánh giá là nó có cải tiến
hơn so với A4R2. Khi mà những cái bức ảnh thì mình thấy là có chi tiết ổn ha. Và mặc dù là mình chụp ngược sáng nhưng mà cũng không kiểu như bị mất chi tiết quá. Một số tấm là mình chụp selfie ngược sáng hay là cái khả năng làm đẹp thì nó cũng ở mức vừa phải, không quá ảo. Nói chung cam selfie con này thì ở mức đủ dùng nha. Còn cam chính thì có thể nói là không ăn thua. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải xét đến cái tấm nền màn hình 2K với cái tần số làm tươi 120Hz trên chiếc máy này đi. Thì mình đánh giá chất lượng hiển thị của cái màn hình này thì ở mức mình vẫn cảm giác là nó không thể nào ăn được con V50 ThinQ. Tấm nền IGZO Pro với cái kích thước 6,2 inch độ phân giải là 2K 3120x1440px này và có 120Hz tần số làm tươi, có HDR10 các kiểu, nhưng mà mình thấy là cái khả năng hiển thị của nó cũng ở mức trung bình thôi, và thậm chí là đôi khi mình thấy là cái màn hình của nó thì tương đồng với R2 và có phần cũng không bằng được con R2 nữa. Mình cũng không hiểu là tại sao, nhưng mà mình thấy là màn con này thì nó ở mức trung bình, nó không có gì là nổi bật hết. Chỉ được cái là 120Hz thì đúng là nó xử lý nó nhanh, nó mượt thôi so với những con flagship khác trong cùng tầm thôi. Rồi về phần mềm và một số những cái tính năng ha. Phần mềm thì con này thì nó vẫn sẽ có là tiếng Việt đầy đủ cho các bạn dùng. Nó sẽ có một số những cái app rác đến từ nhà mảng Nhật Bản á, kiểu như này, PayPay rồi là AppPad, Yahoo rồi là tiếng Nhật gì đó. Nhưng mà những cái app này thì các bạn có thể một số thì gỡ được đi, một số thì nó không thể nào gỡ được, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến quá trình mà chúng ta dùng đâu. Và phần mềm của Sharp thì nó có một vài những cái tính năng nó kiểu như là JAV một tí, nội địa Nhật Bản một tí. Như là trong phần này thì chúng ta có là cái phần hiển thị tốc độ cao này thì nó hầu như là tương thích được với tất cả các app. Hầu như mình thấy là không có cái app và game nào là nó không bật được cái mức gọi là 120Hz hết. Nó là cái công nghệ của là Sharp quá là bá đạo đi. Tất cả các app từ Shopee này, rồi là PUBG Mobile, Lazada, rồi là TikTok đồ các kiểu, AnTuTu đồ này kia, nó đều bật được 120Hz hết. Mình cũng không biết là có app nào nó không bật được hay không, nhưng mà đa số các app thứ ba mình cài về là nó đều hiển một cái pop-up thông báo là bạn có muốn kích cái màn 120Hz trên con máy này cho nó mượt hay không. Đây là cái điều rất là bá đạo nha, bởi vì là ngay cả những cái con máy mà có màn 120Hz, ví dụ trên con Oppo Find X3 Pro cũng màn hình 120Hz, nhưng mà YouTube thì nó không có khả dụng được 120Hz đâu. Trong khi đó thì con A4R3 thì nó lại khả dụng được. Các bạn nhìn là biết liền ha. Đó, một bên 60x120 là các bạn thấy được cái sự khác bọt liền. Mình cần thiết thì mình sẽ show luôn cái mức FPS cho các bạn xem này, bởi vì là trong cái tùy chọn nhà phát triển trên Android 11 thì nó sẽ có cái mục hiển thị FPS lên á. Đây, hiển thị tốc độ làm tươi nha, đây là 120 nha. Con này Android 9 thì nó không bật cho nó hiển thị lên được. Đó, bình thường là nó sẽ khả dụng 120, kể cả Facebook cũng 120 được. Các bạn nhìn xanh xanh phía trên ha. Đó, nhưng chỉ cần vào YouTube cái là ngay lập tức nó xuống 60 liền, các bạn thấy chưa? Nó nhảy xuống còn 60. Đó, nên là các bạn thấy là vuốt chảm nó cũng không mượt bằng con này khi mà xem YouTube. Nói chung là công nghệ màn hình của mấy anh Nhật Bản không thể nào đùa được. Cũng như chúng ta sẽ có cái tính năng là tùy biến cái cảm biến vân tay này nó thành một cái phím điều hướng luôn. Các bạn vuốt qua bên này thì là đa nhiễm đúng không? Vuốt qua bên này là nút back, rồi là bấm vào để mà chúng ta ra ngoài màn hình hơn. Chúng ta sẽ có thêm cái tính năng là tăng cường cái chất lượng hình ảnh này và chẩn xem trộm, rất là hay ha. Khi bật chẩn xem trộm lên thì các bạn thấy cái màn hình nó sẽ có những cái sọc, cái lưới như này. Thực sự các bạn nhìn nghiêng là không thể nào các bạn có thể là xem lén được những cái thứ ở phía trên màn hình. Phải nói rất là bá đạo luôn. Tính năng này thì mình thấy rất hay này, mình nghĩ các hãng khác nên tham khảo của Sharp, bởi vì nó thực sự là cần thiết thật. Bởi vì là chúng ta nhiều lúc mà xài điện thoại ở nơi công cộng có nhiều người ấy, nên chứ không muốn người khác nhìn trộm được, thì tính năng này thì nó rất hữu ích đấy chứ. Và hiện tại là mình thấy chưa có hãng Android nào mà làm theo cái kiểu như này ha. Đó, tắt đi thì chúng ta lại xem bình thường. Rồi chúng ta có tính năng cuộn tự động này, đó có nghĩa là các bạn đọc là hiểu. Nếu bạn di chuyển màn hình từ từ trên xuống và thả ngón tay vào nút thì màn hình nó sẽ cuộn lên theo một cái tốc độ thiết lập để các bạn có thể là đọc báo được, kiểu như vậy. Clip now này, chụp ảnh màn hình này, rồi là trí thông minh nhân tạo, rồi tính năng chiếu sáng màn hình tự động tắt, chế độ đơn giản và cài đặt robo cái gì đó. Nói chung là có một số những cái tính năng nó đậm chất JAV ha, đậm chất nội địa Nhật. Rồi là trong phần hiển thị thì chúng ta có những cái tính năng như kiểu là HDR ảo này, tức là video mà không đạt chuẩn HDR thì nó cũng có thể là làm thành một cái video có tính chất như HDR này, hiển thị màn hình rõ khi khó nhìn thấy chữ trên bản đồ. Chế độ là Hakiri View, đó một vài những cái tính năng nó khá là dị. Tuy nhiên về phần mềm thì rất đáng tiếc, con này thì mình thấy là
nó vẫn ở Android 9. Các bạn thấy ạ, Android 9, và mình có kiểm tra cập nhật thì nó không có bản OTA Android 10 hoặc là Android 11, nên chúng ta sẽ không có những cái cử chỉ vuốt như kiểu là Xiaomi, Oppo, Realme đó, là vuốt từ hai cảnh vào chính giữa đóng vai trò feedback ạ. Nhưng mình tìm hiểu thì con này có thể nâng cấp được Android 10 và 11 nhé, có trong lịch trình, nhưng mình cũng không biết lý do tại sao mà nó không được cài sẵn trên con này, thì có thể các bạn sẽ phải là cài ROM thủ công các kiểu, hoặc là tìm cách để mà chúng ta tự nâng cấp. Tiếp theo là về mặt âm thanh thì chúng ta sẽ có loa kép nha. Thì mình cũng không rõ là nó có thêm những cái công nghệ âm thanh gì hay không. À đây, có Dolby Atmos. Chúng ta có thêm là cái Dolby Atmos này. Các bạn có thể kích lên thì âm thanh con này thì ok. Tuy là nó không quá hay như loa của LG hay là Samsung đồ, nhưng mà tính ra thì cũng được, chấp nhận được. Về pin này, đây là điểm mà mình nghĩ nhiều bản chúng ta sẽ lo lắng, bởi vì con này thì cái dung lượng pin của nó ở mức 3200 mAh, có tính năng là sạc nhanh 0 giây và sạc nhanh. Và có một cái điểm đáng mừng là cái thời lượng pin của con máy này thì nó tốt hơn so với con Sharp A4R và cả A4R 2 luôn ha. Mặc dù nó phải gánh một cái màn hình 2K rồi là cái thông số cấu hình như trên, nhưng mà mình cảm giác như con này nó tối ưu pin tốt. Có thể là chip 855 thì tiến trình mới hoặc là các kiểu gì đó, còn mấy con A4R 2 thì chip 835, 845 thì nó hơi cũ, nó tối ưu pin không còn tốt á. Là mình thấy con này các bạn vẫn xài ổn nha. Có thể nói là trâu bò thì nó không quá trâu, nhưng mình nghĩ là con này pin nó không yếu. Ít ra là mình thấy là pin nó cỡ cũng phải xem với Pixel 3 XL á, hoặc là còn nhỉnh hơn 3XL. 3XL thì mình thấy là tụt pin hơi nhanh. V50 Thinq thì có thể là con này nó thua một tí so với V50 Thinq về cái khoản pin, vẫn thua V50 Thinq, nhưng nó vẫn hơn G8 nha. Thua V50 và G8X. Rồi tổng kết lại thì đối với con Sharp A4R3 như thế này ấy, thì cá nhân mình thấy là mức giá 3.5 triệu mình mua là có phần hơi cao, nhưng mà do là mình cũng nóng lòng mua ở cái thời điểm này ấy. Cái con này thì mình tin tưởng thời gian sắp tới nó sẽ tụt xuống mức giá còn 3 hoặc là dưới 3 triệu đồng, thì nó cũng tương tự như là A4R2 thôi, kiểu gì nó cũng tụt xuống dưới 3 và bước qua năm sau có khi nó tụt xuống còn tầm 2 là cái điều chắc chắn luôn. Và tính ra thì đây vẫn là một cái sự lựa chọn tốt cho chúng ta ở trong cái phân khúc giá rẻ nha. Ít ra thì Sharp mình biết là vẫn có một số bản gọi là fan và yêu thích cái thương hiệu này, bởi vì cái độ bền của phần cứng, vì cái màn hình tần số quét cao, và Sharp thì luôn tiên phong một số những cái tính năng, cũng như là có một vài những cái tính năng nó mang tính GAV, tính độc lạ của thương hiệu Nhật Bản. Quên, mình chưa nói là con này có chống nước. Quên, cái điều quan trọng lúc nãy thì mình cũng quên chưa nói ở cái phần thiết kế. Các bạn thấy là có áp suất nha. Nhưng mà con này thì chống nước theo kiểu là kiểu kháng nước thôi. Nó không phải là tiêu chuẩn cao tầm IP67, 68. Mình nghĩ tầm 53, 54. Nó kháng nước theo kiểu như là Xiaomi 11T, 11T Pro không có công bố kháng nước tiêu chuẩn cao, nhưng mà các bạn vẫn có thể ngâm nước được. Với lại là con này thì chứng tỏ là được gia công phần cứng cũng khá là tốt ha. Nên nó rất là khít, nên nó có áp suất ở bên trong. Mình vẫn tổng hợp lại thêm một số những cái ưu điểm và nhược điểm cho các bạn là nắm rõ hơn ha. Về ưu điểm thì mình đã nói rồi, cái hiệu năng xử lý của nó quá tốt và gaming ngon. Đó là cái điểm ảnh thứ nhất. Thứ hai là chúng ta có cái màn hình 120Hz xử lý rất là trơn tru mượt mà. Chúng ta có thêm một cái chiếc máy có khả năng kháng nước với build thiết kế hoàn thiện, bền, cứng cáp, chắc chắn. Và cái điểm thiếu sót của nó đó chính là, cũng như những cái dòng máy Sharp khác, thì khả năng thay thế sửa chữa cũng là một điều nó sẽ là khó khăn khi các bạn làm nó hư hỏng này. Và tiếp theo là con này thì camera chụp hình quay phim của nó thì không được ngon bằng LG và Pixel cũng như một số hãng khác trong cùng tầm, là những cái nhược điểm mà các bạn cần phải chú ý ha. Rồi thì nội dung của video mình review chi tiết Sharp A4R3 đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn cảm thấy hữu ích, hãy nhớ đừng quên bấm like, đăng ký mua hàng online để ủng hộ mình và đón chờ những video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.